Kính thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 14 phút. Hôm nay ngày thứ Bảy, ngày 4 Tây tháng 4 năm 2020. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Tôi dành một số thời gian rảnh rỗi của trưa hôm nay, tôi trả lời một số câu hỏi quan trọng có liên quan tới vấn đề thứ nhất là tại sao tất cả các cái nước đồng minh của Hoa Kỳ như là Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, rồi nhiều nước lắm như là Nam Hàn, Nhật Bản đồng loạt coi như rút tất cả cái nhân viên của lãnh sự quán của họ, và đồng thời ngày hôm qua là lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng đã rời khỏi Việt Nam. Như vậy là nhìn họ yêu cầu thầy trả lời lý do gì mà đồng loạt các nước như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức và Nam Hàn cũng như Nhật Bản và một số đồng minh của Hoa Kỳ đồng loạt đóng cửa lãnh sự quán và họ kêu gọi coi như kiều dân của họ rời khỏi Việt Nam. Và câu hỏi thứ hai là có liên quan tới vấn đề hạm trưởng Grozzi của chiếc hàng không mẫu hạm Roswell đã bị coi như cách chức. Xin quý vị theo tôi trả lời cái nhận định của tôi về các cái câu hỏi này, hai câu hỏi mà ngày hôm nay tôi sẽ bàn tính tới. Kính thưa quý vị, không phải là Hoa Kỳ kêu gọi kiều dân chỉ ở Việt Nam, ở Trung Quốc, mà Hoa Kỳ là cái nước đầu tiên kêu gọi từ cái miệng của ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một cái công điện cả tuần qua rồi, kêu gọi tất cả người Mỹ và thường trú dân của Hoa Kỳ đang có mặt khắp nơi trên thế giới hãy trở về coi như Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Và đồng thời theo chân của Hoa Kỳ là Tòa lãnh sự quán Anh Quốc ở Hà Nội đã coi như kêu gọi kiều dân của Anh Quốc hãy rời khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt. Và chính hiện giờ, theo nguồn tin chính xác, là lãnh sự quán Hoa Kỳ và toàn thể các nhân viên làm ở trong Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đóng cửa và đã rút về Hoa Kỳ. Như vậy quý vị thấy không phải chỉ có Hoa Kỳ mà các nước đồng minh, và tôi theo biết là các nước mà rút khỏi gồm có những cái tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Bắc Kinh, ở tại lãnh thổ Trung Quốc cũng đã không còn hoạt động, rút đồng loạt. Thì như vậy gần đây có những cái diễn đàn nhận định là bây giờ tại vì giờ cơn bệnh dịch ở Việt Nam đã hết rồi, nhưng mà tại sao các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó đứng đầu là Hoa Kỳ, lại ra lệnh cho kiều dân của mình phải trở về Hoa Kỳ và đóng cửa các cái tòa lãnh sự quán ở tại Bắc Kinh, ở khắp nước Trung Quốc và ở toàn cõi Việt Nam, trong đó có một số nước Á Châu. Và hiện tại quý vị đó, theo chân Hoa Kỳ là có Anh Quốc, có Đức, có Pháp, có Tây Ban Nha và có nhiều nước Âu Châu. Ở Á Châu thì có Nhật Bản và Nam Hàn. Như vậy, đồng loạt đóng cửa tòa lãnh sự quán và rút khỏi Trung Quốc cũng như rút khỏi coi lãnh thổ Việt Nam. Thì cái chuyện gì xảy ra? Một số thì nói rằng Việt Nam đã hết bệnh dịch, thì tại sao không để dân của họ ở Việt Nam mà lại rút về? Tức là họ đặt cái vấn đề là bệnh dịch đã hết mà tại sao rút đi? Và có một số diễn đàn thì nói rõ là các nước như Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đã sợ cơn dịch bùng phát ở tại Việt Nam, cho nên họ đồng loạt họ kêu kiều dân họ rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở ngay chỗ này là Hoa Kỳ đã đóng cửa tòa lãnh sự quán của mình trên toàn lãnh thổ của Tàu Cộng và đã đóng cửa các tòa lãnh sự quán cũng như đại sứ của mình trên lãnh thổ Việt Nam, và kêu gọi toàn thể kiều dân của mình không phải chỉ ở có Tàu Cộng, có phải ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, những quốc tịch Mỹ và thường trú dân Mỹ đang còn đi du lịch
phải trở về càng sớm càng tốt. Đó là cái văn thư của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đánh cách đây hơn một tuần. Theo tôi nghĩ, ở trong này ngoài cái chuyện mà sợ bệnh dịch bùng phát tại Việt Nam, thì thật ra có những nước hiện tại bây giờ cái cơn bệnh dịch nó rất là nặng, nhưng mà các lãnh sự quán của các nước Âu Châu hay là lãnh sự quán của các nước như mà tôi nói Anh, Đức, Pháp, họ cũng chưa có rút khỏi các nước đó, nhưng mà đồng loạt họ rút khỏi Việt Nam. Thì tôi phải nói cái vấn đề này nó có liên quan tới một số vấn đề mà chúng tôi, cái nhận định này là nhận định cá nhân của tôi. Cái chuyến hàng không mẫu hạm Roswell, cái chuyến này đã ghé cảng Đà Nẵng cách đây hơn một tháng, và hiện tại cái số thủy thủ đoàn ở trên cái hàng không mẫu hạm Roswell do đã captain là thuyền trưởng, tức là hạm trưởng của cái hàng không mẫu hạm Roswell điều hành, tên là Crozy, ông đã đánh một cái văn điện và ông yêu cầu là Bộ trưởng Bộ Hải quân, quyền Bộ trưởng Hải quân cho phép ông coi như quay chiếc hàng không mẫu hạm này rời vị trí chiến đấu ở tại Biển Đông để trở về cập bến ở cái thành phố San Diego, tiểu bang California. Nhưng mà cái công điện mà ông đánh ra cho quyền Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ, ông không sử dụng một cái đường link đặc biệt được kiểm soát, được bảo mật, được bảo vệ bởi những cái software của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, mà ông đánh một cái thư, mà cái thư qua cái đường dây thường, cho nên đã làm cho lộ liễu cái tung tích là cái tuyến đường đi của chiếc hàng không mẫu hạm US Carey Roswell không thể nào để cho các cái nước ngoài hoặc là các cái đài truyền thông biết được. Cho nên vì cái lỗi ông không dùng một cái đường link đặc biệt để mà đánh thư trình lên quyền Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ để xin coi như đưa chiếc US Roswell rời vị trí chiến đấu ở Biển Đông mà trở về cập bến ở San Diego để cách ly một số thủy thủ đang nhiễm bệnh. Vì cái việc làm trắc trách này, cho nên hạm trưởng Roger đã bị cách chức và đã được thay thế bởi một tân hạm trưởng mới. Và rốt cuộc là chiếc US Carey cũng không, Roswell cũng không được trở về ở cập bến ở San Diego, mà tân hạm trưởng của US Roswell đã cập bến ở tại đảo Guam. Và những số thủy thủ nào mà đang bị bệnh và bị cách ly thì đã được đưa lên cái căn cứ hải quân của Hoa Kỳ ở tại đảo Guam để mà cách ly. Và hiện tại tân hạm trưởng của chiếc US Carey Roswell đã trở lại vị trí chiến đấu trong cái đội ngũ của đệ thất hạm đội trên Biển Đông. Cái nhìn của thầy, cái việc mà thuyền hạm trưởng Crozier bị cách chức là thứ nhất, ông đã không có cẩn thận trong cái việc mà coi như chuyển thông tin liên lạc với cấp chỉ huy của ông là quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, mà ông lại dùng một cái email thông thường để chuyển. Do đó cái email này đã bị leaking và đã nhiều đài truyền thông đã thông báo cái tin này, mà các cơ sở truyền thông Hoa Kỳ cũng như thế giới đã biết được cái tin này, thì tất cả các cơ quan tình báo của các nước thù địch Hoa Kỳ họ cũng sẽ biết được. Vì cái lộ trình của chiếc US Carey coi như Roswell không thể nào để cho cái thế giới biết, kể cả cái phe thù và phe bạn. Cho nên vì cái mistake này, vì cái leaking này mà ông hạm trưởng Crozier đã bị cách chức, và hiện tại chiếc hàng không mẫu hạm Roswell đã đưa tất cả hải quân thủy thủ đang bị nhiễm bệnh lên trên cách ly ở trên đảo Guam, và hiện tại chiếc Roswell này đã trở lại vị trí chiến đấu trong cái Biển Đông để cùng coi như có mặt ở trên khu vực Biển Đông cùng với đệ thất hạm đội. Nhận định tình hình là Hoa Kỳ đã rút toàn bộ cái đại sứ quán ở tại Trung Quốc và ở tại Việt Nam. Cũng như cách đây một tháng, có nhiều người hỏi thầy, thầy cứ nói là chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể tránh khỏi và một cuộc nổ súng sẽ xảy ra, và họ hỏi thầy khi nào thì biết được cuộc nổ súng đó. Tôi có một cái bài nhận định của tôi cách đây một tháng trong một livestream. Tôi đã nói rằng ngày nào mà các lãnh sự quán của Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa khỏi tàu cộng, rút hết nhân viên
và ngày nào mà lãnh sự quán của Hoa Kỳ không có mặt ở Việt Nam, thì ngày đó là chiến tranh đã chuẩn bị. Đó là cách đây tôi nói một tháng, quý vị nhớ kỹ, tôi đã nói theo cái suy nghĩ của tôi. Và tôi biết rõ là cái ông hạm trưởng Roger này bị cách chức ngoài cái tội mà chính thức được đài truyền hình của Hoa Kỳ cũng như các cơ sở truyền thông thế giới nói là tại vì ông tắc trách, ông không cẩn mật trong vấn đề thông tin với cấp trên của ông, xin phép đổi hướng và được đưa thủy thủ đoàn của chiếc Roosevelt trở về để mà cách ly cập bến tại cái thành phố San Diego, tiểu bang Cali, mà lý do là ông đã rời vị trí chiến đấu. À, quý vị thấy rõ cái nhìn của tôi nha, cái này là cá nhân của tôi. Thật sự ở Biển Đông đã có 7 chiếc hạm đội gọi là đệ thất hạm đội hùng hậu nhất của Hoa Kỳ. Mà bây giờ có một chiếc US Roosevelt mà có trở về ở tại cái cảng San Diego thì nó cũng không thiệt hại gì cho cái vấn đề tác chiến, cho lực lượng quả lực của Hải quân Hoa Kỳ có mặt trên Biển Đông. Nhưng mà tại sao nó quan trọng như vậy? Thì tôi nhìn rõ là cuộc chiến sắp xảy ra và cái sự quan trọng của đội ngũ hàng không mẫu hạm phải có mặt ở tại Biển Đông để mà chuẩn bị, để mà đương đầu với tàu cộng và để bảo vệ cho Đài Loan cũng như coi như dằn mặt tàu cộng. Cho nên ngoài cái tội mà công khai đã coi như làm sai lạc cái thông tin là để rò rỉ, để leaking cái vấn đề mà coi như tuyến đường đã quay đầu coi như của hàng không mẫu hạm Roosevelt, xin phép coi như quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho phép ông đưa cái hạm này trở về cập bến để coi như cách ly thủy thủ đang nhiễm bệnh, coi như Chinese virus. Tôi nghĩ ông cũng đã vi phạm một số cái luật lệ vì vấn đề tác chiến, vì vấn đề thay đổi cái vị trí của mình mà để rò rỉ thông tin qua cái email thường chứ không phải là một cái email đặc biệt được bảo vệ bởi cái hệ thống coi như software an toàn của chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên hiện tại nhìn vào cái tình hình này, Hoa Kỳ là cái nước đầu tiên kêu gọi kiều dân của mình rút khỏi Việt Nam và rút khỏi Trung Quốc, đóng cửa tòa đại sứ của mình và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao, thì quý vị thấy nó không có đơn giản. Và trong khi đó, có một cái điều chắc chắn là họ né dịch. Họ né dịch thì có nghĩa là họ kêu kiều dân họ về, nhưng mà ít ra họ vẫn để lại cái lãnh sự quán và một số nhân viên làm việc ở tại tòa đại sứ. Nhưng mà đằng này họ đã đóng cửa toàn bộ tất cả cơ sở của Tổng lãnh sự quán cũng như Đại sứ quán ở tại Trung Quốc và ở tại Việt Nam, thì cho thấy rằng cái sự việc này nó còn quan trọng hơn là họ sợ bị cái con cúm Chinese virus tấn công vào cái dân Mỹ. Cho nên đối với thầy, anh là theo sau, phải không? Anh, Đại sứ anh đã đứng tại cái phi trường Nội Bài và ông điều hành và ông kêu gọi tất cả người có quốc tịch Anh phải rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Và hiện tại các nước đồng minh của Hoa Kỳ, tất cả các nước mà bây giờ đang lên án tàu cộng hầu như là đã điều rút tòa đại sứ của mình, đóng cửa tòa đại sứ của mình, rút hết nhân viên tòa đại sứ của mình ra khỏi Việt Nam và tàu cộng. Cho nên cái chỗ này đồng bào Việt Nam hãy chuẩn bị, vì hiện tại chiến tranh sắp xảy ra và cuộc chiến tranh này nó rất tàn khốc. Và hiện tại Việt Nam mặc dù là trên mặt quốc tế là một nước có chủ quyền, có lãnh thổ, nhưng mà cả thế giới đều biết là nó được điều hành bởi Tập Cận Bình. Cho nên khi mà cuộc chiến xảy ra dưới tàu cộng ở Biển Đông, tôi nhấn mạnh dự đoán của tôi là xảy ra ở Biển Đông. Tàu cộng không dám đánh Đài Loan, vì đánh Đài Loan là các lực lượng mà đang nổi dậy ở trong nước, họ sẽ đi theo cái hướng Đài Loan. Và Đài Loan về pháp lý là một cái tỉnh của Tàu. Mặc dù bà Thái Anh Văn đã đổi cái tên của mình trên cái passport là Republic of Taiwan, nhưng mà bà không có đổi, bà không tuyên bố độc lập. Cho nên khi mà đánh vào Đài Loan thì Đài Loan có thể coi như bắt đầu đánh lại Tàu Cộng và giải phóng Bắc Kinh. Và những cái phe mà họ đang chống lại Tập Cận Bình, họ sẽ quy thuận bà Thái Anh Văn để mà trở thành ra một nước Trung Hoa không cộng sản. Cho nên những người ở Việt Nam, thầy không biết làm cái gì hơn, chỉ nói cho quý vị biết, chuẩn bị lương thực từ 3 tháng tới 6 tháng, không bán lúa gạo những người làm ngành nông ở đồng bằng sông Cửu Long, và quý vị cố gắng bảo vệ
coi như cái sức khỏe của mình để cái cơn dịch này nó đã bùng phát rất lớn ở Việt Nam. Thầy nói chuyện với rất nhiều những đệ tử của thầy làm ở trong cái cơ quan CDC của Hoa Kỳ. Họ cho biết con số mà các nước ở thế giới họ đã giám định và họ đã có con số bản đồ rõ ràng. Mặc dù Cộng sản Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam giấu giếm, nhưng mà họ nói ở Việt Nam bây giờ cái con số lây nhiễm đã lên trên 1 triệu người và con số chết đã không nằm dưới con số 70-80 ngàn người. Cho nên quý vị cẩn thận, và nếu quả thật con số lây nhiễm ở Việt Nam chỉ có một vài trăm và không có chết người nào, thì Cộng sản Việt Nam không thể nào mà coi như đóng cửa toàn bộ tất cả cơ sở thương mại và coi như phong tỏa toàn bộ đất nước Việt Nam, vì làm như thế thiệt hại rất nhiều. Nếu mà chỉ có một vài trăm người bị lây nhiễm và không có ca nào chết, thì không có một cái chính quyền nào mà dại dột làm cái chuyện điên rồ là thất thoát bao nhiêu tỷ đô la, không bán được giấy số, đóng cửa các cơ sở sản xuất, và coi như đó là dùng cái đầu để suy nghĩ. Và vì lý do gì mà các lãnh sự quán của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đã rút khỏi Việt Nam? Và như vậy, quý vị biết rõ là ngoài cái chuyện bệnh dịch bùng phát, nó còn có một chuyện chiến tranh. Năm đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đem quân tấn công vào Hawaii ở Tân Châu Cảng, chỉ giết của quân đội Hoa Kỳ chỉ có 2.000 mấy cái binh sĩ đóng ở cái Tân Châu Cảng, Hawaii. Nhưng mà sau đó Hoa Kỳ đã không bỏ qua. Rồi Bin Laden đã dùng cái 2 chiếc phi cơ để mà không tặc và đánh phá vào 2 tòa cao ốc của Hoa Kỳ, chỉ giết khoảng dưới 3.000 người Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ không bỏ qua. Nhưng mà Hitler là một cái người đã tạo ra một cuộc coi như khởi chiến, chiếm đóng toàn bộ Âu Châu. Và sau đó Hitler là một cái người đã bị coi như quân đội đồng minh coi như đánh tan. Và quý vị biết Hitler nếu còn sống vẫn là mang tội diệt chủng. Nhưng mà thời kỳ đó Hitler chỉ giết dân Ba Lan, giết dân Pháp, giết dân Ý, giết dân Hungary, Bungary, giết 20 mấy nước ở Âu Châu, giết dân nước Anh và giết những quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở trên cái khu vực Âu Châu để mà giải phóng Âu Châu thoát khỏi tay của Hitler. Tuy nhiên, quý vị thấy rõ, cái tội diệt chủng của Hitler có nặng nhưng mà không phải là diệt chủng toàn thế giới. Giờ đây, con Chinese virus đã được rất nhiều các nước trên thế giới, các cơ quan tình báo trên thế giới xác nhận là Tàu Cộng đã có một âm mưu dùng vũ khí di trùng để tấn công lên toàn thế giới. Như vậy, hiện tại 180 mấy quốc gia đã xem Tàu Cộng là kẻ thù, cho nên họ không để yên đâu. Sau khi cái nạn dịch này đã được dần dẹp tắt, vaccine đã được chế tạo, và khi đó Tàu Cộng, nhất là Tập Cận Bình, sẽ trả một cái giá rất đắt, vì đây là cái mang tội là tội diệt chủng toàn thế giới, chứ không phải chỉ là diệt chủng kiểu như là Pol Pot giết 3 triệu người Campuchia, diệt chủng như Mao Trạch Đông giết mấy 20 triệu người coi như Trung Quốc, diệt chủng như Stalin giết khoảng 20 triệu người Nga, và diệt chủng như Hồ Chí Minh giết khoảng 7 triệu đồng bào Việt Nam, diệt chủng như phát xít Nhật làm cho 2 triệu người chết đói ở Việt Nam. Nhưng mà kỳ này Tàu Cộng đã làm một cái tội ác dưới toàn thể nhân loại trên quả địa cầu này, cho nên cuộc chiến tranh này không thể không xảy ra. Vì hiện tại Hoa Kỳ con số lây nhiễm đã gần 300.000 và con số chết theo cái estimate của cái cơ quan kiểm dịch Hoa Kỳ CDC có thể lên tới từ 140 cho tới 240.000 người. Khi số lượng Hoa Kỳ chết như vậy, trong cuộc chiến Việt Nam kéo dài từ năm 1965 cho tới năm 1973 là Hoa Kỳ chết chưa tới 60.000 binh sĩ, mà bây giờ chỉ có một thời gian ngắn mà hiện tại người Hoa Kỳ đã chết gần tới 10.000, mà theo dự đoán của cơ quan kiểm dịch Hoa Kỳ CDC thì có thể chết lên tới 240.000. Cho nên chiến tranh không thể không xảy ra, chiến tranh phải xảy ra, và Tàu Cộng họ cũng không thể nào mà họ thoát được cuộc nội chiến. Và Tàu Cộng muốn tập hợp tất cả dân Tàu đứng về sau lưng Tập Cận Bình không có gì hơn là phát động chiến tranh với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Cho nên một lần nữa, đồng bào trong nước cố gắng tích trữ lương thực
bảo vệ sức khỏe để mà sống còn qua cái cơn đại nạn này. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cập nhật tin tức về liên quan tình hình thế giới và vận mạng của Việt Nam. Và tôi nói rõ, tàu cộng sập, diệt cộng sập và chúng ta sẽ được tự do, không còn cộng sản trên tổ quốc Việt Nam. Trân trọng kính chào.